Hi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vusi Auto. Hôm nay thì bên em Vusi Auto lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Morning bản nhập nhá. Và đây là một chiếc xe bản full kịch luôn, nhập full kịch các bác nhá. Vâng, full kịch là cái gì? Vâng, Kia Morning có cửa sổ trời, Kia Morning có điều hòa auto, Kia Morning có 10 túi khí và Kia Morning vô lăng được tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại. Vâng, có cả sấy vô lăng, sấy tay trên vô lăng luôn đấy các bác nhá. Vâng, rất là hiện đại luôn. Và đặc biệt là chiếc xe này thì được chủ độ lên một cái màn Android cũng trị giá đến gần 6 triệu. Vâng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bác nhá. Và với cái tầm tiền thì thực sự là tiền nào của đấy thôi. Kia Morning nhập nên là giá nó cũng hơi căng. Thì giá thì em sẽ không báo cho các bác ngay bây giờ, mà tí nữa em sẽ báo. Còn đâu bây giờ em sẽ tả cho các bác về độ chất của chiếc xe này. Kia Morning 2011 đến nay là 10 năm rồi, thế nhưng mà như là mới luôn. Sơn zin của xe thì vẫn còn 70% các bác nhá. Còn sơn cản sau cản trước thì cũng đã xì tút xì tát lại một chút rồi. Thế còn về nội thất bên trong thì là nội thất ghế da cao cấp. Vâng, ghế da cao cấp nhá. Với nội thất ghế 5 chỗ ngồi rộng rãi, ghế da có túi khí đầy đủ. Đấy, màn hình đa chức năng hiển thị rồi, cửa sổ trời đây các bác này. Cửa sổ trời của xe đây, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một chiếc Kia Morning bản cửa sổ trời. Và đặc biệt là đây các bác nhìn này, bên trong chiếc xe thì chiếc xe đồng hồ hiển thị rất là hiện đại và có order là 9.2 vạn. Thế còn bên này là màn hình Android xịn sò. Đấy, vô lăng điều khiển này, rồi có cả sấy ghế nha các bác nhá. Này, sấy ghế này các bác này. Đấy, rất là xịn luôn. Các chức năng gạt mưa, gạt kính, điều hòa, rồi đèn auto đầy đủ, các chức năng hiện đại. Vâng, và xe này thì đảm bảo cho các bác là zin nguyên cả con. Vâng, thưa quý vị các bạn, một chiếc xe đẹp. Vâng, đang có mặt tại Vusi Auto. Kia Morning bản nhập 2011, động cơ 1.0 siêu tiết kiệm nhiên liệu, bền, chắc. Và với dung tích máy xi lanh 1.0 thì con này tiêu thụ khoảng chưa đến 5 lít trên 100 cây. Và thưa quý vị các bạn, là chiếc xe này thì mang biển số 37A12328 và bên em Vusi Auto đã rút hồ sơ rồi. Bây giờ các bác chỉ về việc là sang tên bấm biển thôi, rất là nhàn, cực kỳ ok luôn. Và các bác nào yêu, thực sự thích chiếc xe này thì em sẽ hỗ trợ cho các bác việc sang tên, rất là đơn giản nhá các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn sơn si tôn vỏ của xe này, rất là đồng đều và không hề bay màu, hai có nghĩa là không có hai màu nhá. Và đều sử dụng tông màu kem rất là đẹp luôn. Đấy, kem xanh rất là đẹp. Đấy. Và xe này thì đảm bảo cho quý vị các bạn máy số còn zin nguyên. Đấy, nội thất zin. Đấy, gầm bệ chắc, 4 quả lốp của chiếc xe thì vẫn còn mới lốp 2020, la răng đúc thể thao. Đấy. Và thực sự là đây là một chiếc xe phải nói là mời các bác đến xem không chê được câu nào luôn. Đây các bác nhìn này, kính gương chiếu hậu của nó còn zin đây này. Gương chiếu hậu còn zin nguyên. Đấy. Rồi, ta sẽ đi từng phần của chiếc xe này để các bác cùng đánh giá về chi tiết của chiếc xe Kia Morning 2011 nhập khẩu nguyên chiếc bản full kịch ấy nhá. Vâng, rất là hiếm với những chiếc xe bản full kịch. Vì tại sao? Vì nói thật các bác là bác nào hiểu độ chất của Kia Morning và đặc biệt là những chiếc xe nhập ấy ạ, thì các bác biết rồi, tôn vỏ, khung sườn, rồi sắt xi các thứ của xe thì nó rất là dày. Vâng, dày đến tầm từ 0.7 đến 0.8mm luôn. Nên là khi mà đi ấy, những cái dòng xe này nó rất là đầm, nó không có hiện tượng phồng phành như những cái mẫu xe hiện tại. Đấy. Thế còn hệ thống đèn của chiếc xe thì đã sử dụng đèn bi cầu projector. Đấy, kết hợp với các cái giải đèn phía dưới, đèn LED kết hợp và đèn xi nhan. Đấy, đều là công nghệ mới nhất của Kia Morning thời 2011 nhé các bác nhá. Còn bên dưới thì là sử dụng đèn halogen công suất 35W và đèn thì vẫn còn rất là bóng. Đặc biệt là chiếc xe này thực sự là ít đi mới có 9 vạn thôi và không có đâm đụng, thế nên là các bác nhìn này, đèn bầu đèn này không hề có rạn nứt nhá. Đèn không hề rạn nứt luôn. Đấy. Form đèn thì đều. Và bác nào mà thích thì các bác có thể mua về một cái nẹp chrome ở đây để cho nó tăng cái khả năng sáng của xe lên. Đó, rất là nuột luôn. Bên tai như bên phụ, vâng, hệ thống đèn của xe thì rất là nuột nè. Sạch sẽ. Đấy. Đây các bác nhỉ, đều luôn này và không có chảy xước. À, chỗ này có chảy một tí thôi, không vấn đề gì, cái này đánh là cái là hết. Thế còn đèn cản dưới này, đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, sơn xi đều. Đấy, đèn cản tốt. Cản này, các bác nhìn nhá, cản thì không có chảy xước, không gãy vỡ, nan còn nguyên. Đấy, và vẫn còn nguyên cái dấu, cái núm bịt của cái hốc vặn tay cứu hộ nhá các bác nhá. Còn nguyên luôn. Xe thì đảm bảo cho các bác là cam kết là zin nguyên đét, nên là các bác yên tâm. Vâng, một chiếc xe tuyệt vời. La răng đúc 5 chấu thể thao và đây là la răng của dòng xe nhập nhá các bác nhá. La răng xe nhập, lốp con này thì sử dụng lốp Ecopia.
và lốp 175/50R15 các bác nhá, tận vành 15 luôn. Và cái lốp này thì là 2020. Đấy. La răng đúc phanh đĩa trên hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Con này thì có cả phanh ABS luôn. Và cua lốp thì các bác nhìn này. Cua lốp đây. Rất đều luôn. Vâng, cua lốp rất đều. Và các bác nhìn phần xi nhan nhá. Xi nhan kết hợp trên tay gương, gương bầu gương rất là to và gương chiếu hậu là zin. Tay nắm cửa thì ốp bọc chrome hết rồi, tất cả trên xe luôn. Và mở ra rất nhẹ nhàng, cửa đóng nghe tiếng rất chắc. Đấy. Nó không phòng phành như cái dòng xe Việt. Và không phòng phành như dòng xe lắp ráp tại Trường Hải đâu ạ. Thế còn tappy của xe thì cũng tương đối. Đây là phần da này, toàn bộ đây là da hết các bác nhá. Và đều là da zin. Đấy. Thế còn các cái phím của xe thì cũng tương đối. Và phím này thì là điều khiển một chạm luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy, kính lên một chạm luôn. Hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Và cái dòng này thì có kính điều chỉnh cụp xe, gương chiếu hậu điều chỉnh cụp xe này. Và có kể cả là khóa điện điều khiển tự động luôn. Rất là yên tâm cho các bác khi mà mình dùng. Và gương chiếu hậu có chỉnh điện luôn. Đấy. Thế còn đây là khóa chốt cửa đầy đủ rồi. Tappy này, sạch sẽ luôn này. Và keo chỉ con này thì còn zin luôn đấy các bác nhá. Chỉ nguyên zin luôn này. Keo chỉ nguyên zin nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, chỉ zin này. Đấy, răng cao su này, chưa rách, khả năng chống nước, cách âm rất tốt luôn. Đấy. Còn ngon như thế này mà. Đấy, bản lề này. Các bác nhìn bản lề này, đẹp luôn này. Đấy, bản lề này, ốc chưa tháo mở nhá. Đấy. Và bên này đây, bản lề sau này. Cũng chưa tháo mở lần nào. Ốc còn zin nguyên, sơn zin này. Đấy, và đây là tem nhãn của xe nhá, 2011 đây các bác ạ. Đấy, đầy đủ các giấy tờ đầy đủ. Và con này thì ghế là có cả túi khí luôn, ghế túi khí. Đấy, ghế da, da zin đấy. Và sờ rất là mượt luôn, ghế da rất là chắc chắn. Và đây các bác này, khoảng vô lăng này, vô lăng của chiếc xe, vô lăng méo. Và các bác có thể nhìn nhá, có tích hợp âm thanh, điều khiển giọng nói. Và các cái phím tích hợp hỗ trợ điện thoại ở đây. Túi khí và con này còi cũng được. Đấy, có cả chức năng sấy vô lăng này, thổi mát tay vô lăng. Đấy, hàng rất là hay luôn. Đó. Bên này thì đấy, cửa nó đóng rất chắc luôn. Và đây các bác nhìn này, keo chỉ là zin. Xe này thì cam kết cho các bác 100% là không có taxi dịch vụ nhá. Không taxi dịch vụ, máy số còn zin nguyên. Đấy, tappy đây. Sạch sẽ. Đấy. Kính lên này, hoạt động bình thường. Đấy. Nội thất bên trong hàng ghế đằng sau thì cũng là ghế da zin. Và cái con này thì có thêm cả cái hệ thống khóa ghế trẻ em Isofix đầy đủ luôn. Đấy các bác nhìn nhá, rất là mượt luôn, nuột luôn này. Đấy, phần để mũ nón đây, đầy đủ trần nỉ này, sạch sẽ rồi, vô lối luôn, trần nỉ sạch nhá. Và thảm cao su này, thảm xoắn này, chống bẩn bội. Đấy. Sàn da đây còn nguyên và không hề có ngập nước nhá các bác nhá, không ngập nước luôn. Đấy. Xe rất là chất. Đấy, chà, cái gì đây? À, cái tóc. Vâng. Lốp đằng sau thì là lốp Bridgestone 2020 luôn. Đấy, la răng đúc thể thao. Và đây là dòng la răng nhập các bác nhá. Đấy, la răng nhập. Còn cua lốp của xe đây, các bác nhìn này. Cua lốp bên trong này. Đấy, các bác nhìn chưa? Vâng, rất là nuột, không hề có thùng bục gì cả. Đấy. Cua lốp còn rất là đẹp luôn. Đấy, và hiện nay thì xe đang nổ máy nhá, nhưng mà thực sự là không nghe tiếng máy luôn. Đèn này, đèn chiếu hậu này. Đấy, có các cái giải đèn LED rất là đẹp, mượt. Đấy, logo Morning và kính thì kính zin 2011 đây này. Đấy, camera lùi. Đấy. Cản sau thì có cả cảm biến lùi các bác ơi, rất là yên tâm cho các bác luôn nhá. Đấy, có các cái cảm biến lùi và bô thì có đổ nước rất là tốt, khả năng trao đổi không khí rất tốt luôn. Đấy, cản sau đây. Đấy, mở cổ cửa này. Đấy. Các bác có thể nhìn này, ốc này còn chưa tháo luôn này, ốc đèn, tai đèn này. Chưa tháo nhá. Đấy, đinh hàn này còn nguyên. Phần sườn bên này cũng thế ạ. Vâng, đấy các cái đinh ốc này. Đấy, keo chỉ đấy, các bác nhìn nhá, keo chỉ đều. Keo chỉ rất đều luôn. Đấy. Ở bên này cũng thế ạ. Đấy. Tai đèn này chưa tháo luôn. Đấy, và đây các bác này, mở này. Lốp sơ cua thì sử dụng lốp spec thai. Đấy, cũng là lốp zin luôn, lốp béo, lốp zin nhá. Đồ nghề kích lốp các thứ đầy đủ. Và sàn đây, không hề có lỗi lầm luôn này. Cái này mua về cho vợ thì thực sự là quá ok. Thế còn đây là số khung của xe nhá các bác nhá. Số khung nằm ngay đây. Đấy, rất dễ dàng, dễ tìm kiếm luôn. Đấy. Đóng mở rất chắc chắn, khả năng chống nước, chống ồn rất tốt luôn.
Thế còn bên này lốp 2019 lốp Bridgestone đấy, là rằng hình hoa mai rất là đẹp đấy, phanh tăng trống của lốp này. Con này thì sử dụng hệ thống lò xo ống lồng thủy lực nhé các bác nhá, để treo xe đấy, rất là tốt đây các bác nhìn này. Đấy, rất là sạch sẽ và không lỗi lầm. Cửa đây. Vâng, một chiếc xe bản nhập phun kịch đường tàu, nét căng từ cm keo chỉ này. Đấy. Tapi không có khoan đủ, xe thì không có dịch vụ nữa nhá, các bác yên tâm. Đấy, còn nội thất bên trong. Đấy, các bác nhìn này. Nội thất bên trong tươi sáng luôn. Đấy, da toàn da zin, da này da mượt luôn nhá, nhưng mà vẫn là da nhập, xịn luôn. Vâng, cái dòng này là xe bản kịch nên là cái da của nó là sử dụng da cao cấp. Đấy, trần nỉ sạch sẽ, cửa sổ trời đóng mở rất là êm. Nước sơn zin của xe thì còn khá là cao, 70%. Đấy, các bác nhìn này, bên này đây, các bác nhìn này, đấy, rất là đẹp đều luôn. Đấy, và ghế phụ đây, đấy, sở rất chắc xe. Tapi hộp đầy đồ này, tiện lợi. Con này thì có đặc biệt là cái táp lô của xe rất là sạch sẽ này. Táp lô sạch sẽ luôn các bác nhá. Tapi đây, kính điện lên xuống bình thường. Keo chỉ này. Đấy, chỉ đều, răng cao su nét và cột đây các bác, đảm bảo cho các bác giật cột thoải mái nhá. Đinh hàn của nó còn nguyên. Đấy, đinh hàn dập nó còn nguyên luôn. Đấy. Và bên này thì ta sẽ ngồi vào trong chỗ này trải nghiệm. Vâng, đây. Khoang lái của chiếc xe thì cũng rất là rộng. Vâng, đây là một mẫu xe nhỏ nhưng mà người ngồi lái thì cũng rất là thoải mái luôn. Đấy, vô lăng này, các bác nhìn vô lăng này. Còi to, đấy, đồng hồ công tơ mét rõ ràng, hiển thị số luôn các bác nhá. Vâng, dòng hiển thị số rất là hiện đại. Và bên này thì đèn nổ start stop, đấy, điều hòa auto. Điều hòa auto luôn này. Đấy, điều chỉnh bạn thêm gió tí cho nó mát. Và con này sử dụng máy 1.0 nên là cái mức tiêu thụ điều hòa nó cũng không có gì gọi là nhiều lắm. Thế nhạc nhẽo thì đầy đủ, màn hình Android tích hợp. Đấy. Đấy, các bác có thể là thấy rằng là cái màn hình xịn sò luôn. Camera lùi kết hợp này. Khi mà mình lùi thì camera sẽ kết hợp đấy, màn hình hiển thị luôn. Đấy, cũng rất là tiện. Tay phanh cần số và cái con này thì nó có chế độ sấy ghế này. Đấy, vô lăng củ số thì vẫn còn mới, tay cần số thì mới nha các bác nhá. Đấy. Và cái này thì nó có cả cổng USB, AUX rồi tẩu sạc. Đấy, rất là hiện đại, tiện lợi. Đấy, gạt mưa này, gạt mưa 3 chế độ. Ui giời, đấy. Gạt mưa 3 chế độ này. Em vừa mới đặt cái cục nhựa ở trên thế là nó gạt luôn. Đấy, sạch sẽ đến mức vô cùng như thế cơ mà. Vâng. Bây giờ ta sẽ đi đến khoang máy để kiểm tra về chất máy của chiếc xe này. Đấy, xem nhãn của xe còn nguyên này. Đấy. Đây là khoang động cơ của chiếc xe nhá. Con này thì chưa có dọn dẹp gì cả, vừa về xong chưa dọn dẹp. Vâng, mà thực sự là thưa các bác là cũng không nên dọn dẹp những cái khoang này, sạch quá. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc xe. Con này sử dụng động cơ Kappa thế hệ 2. Vâng, Kappa cam kép BOHC 12 van. Và con này sử dụng động cơ từ dung tích xi lanh là 1.0 nhá các bác nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng chưa đến 5 lít trên 100 cây đó, 4.8 lít. Đấy, máy thì rất là êm và toàn bộ ốc của xe thì vẫn còn zin. Đấy, ốc máy zin này các bác này. Đấy, ốc máy zin đấy nhá. Còn zin nguyên, còn nguyên dấu này. Đấy, máy rất là êm và được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Đấy. Máy số thì rất là mượt. Đấy, động cơ chạy êm mông ngật. Em mở hơi thừa lên cho các bác xem. Đấy, không có một chút hơi thừa và gần như không có tiếng gì luôn. Rất là êm, chỉ có tiếng tích tích kia thôi. Đấy. Dòng này máy rất là bền luôn. Đấy, còi này, còi thì đã chế lại rồi, không phải còi zin đâu. Và thế còn đây, các cái sườn này, đấy, sườn này, đầu xe này, đấy, các bác nhìn tai đèn nữa này, tai đèn thì không có gãy vỡ nha các bác nhá. Và cabo thì chưa tháo mở luôn, cabo đều chưa tháo mở đấy. Vâng, với cái tầm tiền các bác bỏ ra đấy, số tiền chỉ có 295 triệu đồng, đương nhiên là đắt rồi. Thế nhưng mà các bác đã sở hữu một chiếc xe nhập. Vâng, câu này là nói thẳng câu là tiền nào của đấy thôi ạ. Vâng, đắt nó sắt ra miếng.
Đấy, sắt xi gầm bệ thì chắc. Đấy, các bác có thể nhìn và các bác có thể kiểm tra, kiểm chứng của bên em Vũ Duy Ô Tô. Sắt xi gầm bệ là không có đâm đụng luôn. Đấy, con kia là cụm ABS đây. Máy chạy rất là mượt luôn. Máy êm, tiếng nổ giòn đều, nhẹ nhàng. Đấy, và đóng mở thì rất chắc. Đấy, gầm này, các bác nhìn gầm này. Đấy, cabo này. Đấy, rất là tiếng nó dày luôn nhá. Tiếng cabo rất dày. Đấy, hệ thống đèn led này, ban ngày ấy, định vị ban ngày này các bác ơi. Đấy, đèn led này. Đấy, rất là nuột luôn. Vâng, một chiếc xe rất là tuyệt vời, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Kia Morning 2011. Đấy, giá chỉ có 295 triệu đồng thôi. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Những bác nào mà yêu thích ạ thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869 158 926. Cửa hàng em tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Đấy, và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, xe nó nuột thế này em ạ. Chất zin gần cả xe luôn. Đấy, cửa sổ trời hoạt động bình thường. Đấy, rất nhẹ nhàng. Rồi, ta sẽ cùng lái chiếc xe này để trải nghiệm xem là nó như thế nào. Cảm giác đầu tiên em thấy rằng là xe rất là chắc. Đấy, vô lăng bọc da zin nhá. Đây là da zin của vô lăng. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Trợ lái rất nhẹ nhàng. Hệ thống lái rất tốt. Đấy, và con này thì chả quên, máy eco đấy các bác. Vâng, máy eco. Mức tiêu thụ nhiên liệu lại càng ấn tượng luôn. Đấy, con này được đánh 4 tích xanh của bên Hàn Quốc cơ mà. Vâng, về cái độ đầm chắc cũng như là cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu cũng như là thân thiện với môi trường. Đấy, phanh ăn thượng luôn. Đấy, và xe thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Và những bác nào mà yêu thích thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, 0869 158 926. Cửa hàng em tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến nghe thăm. Đấy, không gian rộng rãi, lái cũng sướng. Úi giời, nói các bác chứ cái dòng này máy 1.0 thôi nhưng nó khỏe. Tuy là nó không quạt được như những cái mẫu 1.5 nhưng được cái là tiết kiệm và cái là nó chắc xe. Tuy là nhỏ đấy thôi nhưng mà các bác đi thì các bác biết ngay độ đầm chắc của nó và gầm bệ rất là chắc. Phát xe không hề có tiếng cục cục. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, và cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, và những ai yêu thích chiếc xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô để được lái xe và trải nghiệm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình chiếc xe tuyệt vời. Ở bên em thì có rất nhiều các đầu xe, từ 4 chỗ cho đến 8-9 chỗ ngồi, đủ các thể loại và đủ các màu. Mời các bác cứ đến tham quan, trải nghiệm và có thể là zin được chiếc xe tuyệt vời cho nhà mình. Đấy, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Sợ, con này cua quá nhiều. Đấy, đầy đủ các chức năng, không thiếu một cái gì. Xin chào. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.